gì nghe nói. Ngày hôm nay đó thì rất là vui các quý vị. À, Nguyên lang thang trên mạng xã hội và đọc báo. Thì Nguyên nói thôi, bữa nay mình ghé vào báo Việt Nam, mình đọc thông tin cho nó vui. Nguyên ghé vào báo Dân Trí. Dân Trí là một cái tờ báo hàng đầu của Việt Nam ngày hôm nay, được nhiều người xem nhất ở tại Việt Nam, báo Dân Trí. À, trong tờ báo Dân Trí thì nó có một cái trang mục, đó là trang mục thế giới, và đặc biệt là nó có một cái trang mục, tức là trang mục quân sự. Nó hay cập nhật những bản tin chiến sự liên quan đến Ukraine và Nga. Thì bữa nay nó viết một cái tựa đề nó rất là hấp dẫn. À, tin xấu cho Ukraine. Ukraine gần đến thảm họa, đang chạy rút khỏi khắp nơi trên chiến trường. Kiev sắp sửa thất thủ, bắt buộc phải ký những gì mà Moscow yêu cầu. Wow! Các quý vị nghe không lầm lẫn đâu. Tin xấu, tin bất lợi cho Ukraine. Ukraine đến thảm họa, lực lượng Ukraine tháo bỏ chạy khắp nơi hết. Và bây giờ chuẩn bị ký những gì Nga nhu cầu. Thì thì Nguyên không biết được là mấy cái báo chí này nó lấy từ đâu, nó lụm ở đâu, Nguyên không có biết. Nghe, Nguyên thực tế là Nguyên cũng không biết là báo Việt Nam nó lụm ở chỗ nào. À, Nguyên không biết là báo Việt Nam nó lụm ở chỗ nào. Thì Nguyên nói là Nguyên nói thì chắc quý vị có thể đi kiểm chứng và vào báo Dân Trí để mà đọc để cho. Nguyên không biết là nó lấy tờ báo ở đâu mà nó khẳng định là lực lượng Ukraine đã thảm bại và tháo bỏ chạy khắp nơi và chuẩn bị ký hòa bình với Nga theo những nhu cầu của Nga đã đặt để. Nhiều khi Nguyên nói nổ thì cũng nổ nó vừa vừa. Nổ để cho người ta còn né được. Nổ kiểu này là né không nổi. Vô đọc báo mà phải mặc áo giáp mệt lắm. Đội nón cối mà mặc áo giáp thì mệt lắm à. Mấy anh chị em làm ơn báo Việt Nam viết thì cũng viết vừa vừa thôi. Nha. Viết để cho người ta vô, người ta còn tin được. Chứ mà nổ kiểu này là nổ banh xác. Thì cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là cái vấn đề mà báo chí của Việt Nam họ lấy thông tin từ đâu. Họ lấy thông tin cũng đến từ Nga đó, chứ họ không phải là người bịa đặt. Họ lấy thông tin từ Nga đó. Nhưng những cái trang mạng Nga này á, là những cái trang mạng đó, là những cái trang mạng nó không có bất cứ một cái uy tín nào cả. Là những trang mạng, thí dụ những trang mạng blogger, những cái trang mạng mà người ta chia sẻ, phần lớn là những bản tin bịa đặt và thổi phồng tuyên truyền cho Nga. Khi lúc đó chúng ta theo dõi cuộc chiến mỗi ngày, chúng ta thì biết được là bên nào có cái thắng lợi, Nguyên cũng có cập nhật. Bên nào có sự thất bại, Nguyên cũng có cập nhật. Nhưng tình trạng của cuộc chiến nó hiện bây giờ nó vẫn, Nguyên nói là dậm chân tại chỗ. Nhiều khi Nga có chiếm được một chút xíu lãnh thổ. Thí dụ một ngôi làng, giống như bữa nay Nga cũng chia sẻ là Nga chiếm một lô nàng ở Donetsk. Nhưng mà cái sự tổn thất của Nga, thí dụ Nguyên nói một cái ngôi làng nó chỉ có 10 người ở, mà Nga phải mất 2.000 binh sĩ để lấy một cái ngôi làng nó chỉ có khoảng 6 căn nhà. Thí dụ là như vậy. Mà Nga cũng cho là tôi đã lấy một ngôi làng. Thì cái điều mà chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Và cái điều ngày hôm nay, nếu thí dụ cái bản tin của Việt Nam chia sẻ nó là xác thực, lực lượng Ukraine tháo bỏ chạy, thí dụ nghe Nguyên dùng cái chữ là thí dụ, thì làm cái gì mà Ukraine có thể ký hòa bình với Nga? Nếu Ukraine tháo bỏ chạy thì Nga đã chiếm trọn đất nước Ukraine rồi, thì làm cái gì mà có hòa bình? Khi hòa bình là khi anh chưa bỏ chạy, lực lượng của kẻ địch chưa biết thắng hay bại, anh ký hòa bình. Còn anh đã tháo bỏ chạy khắp nơi hết trơn thì người ta đưa quân vô, người ta xâm lược anh, thì còn cái gì mà ký hòa bình? Nên là nhiều khi cô chú anh chị em phải nhớ là mình nghe thông tin của Nga đó, hay là đọc báo chí của Nga, thì cho Nguyên khuyên là đọc cho nó biết, chứ đừng có tin. Tin Nga là bán dúa, bán gì? Việt Nam câu gì quên, bán lúa gì, tự bỗng nhiên Nguyên quên mất cái câu này. Thôi Nguyên chọn câu hát, heo nái nó cũng biết leo cây. Đó là bản tin của ngày hôm nay mà Nguyên đọc tại Việt Nam. Nguyên thấy nó vui vui và Nguyên chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em. Và bây giờ thì cho Nguyên chia sẻ đến cái sự việc mà cả thế giới đang lo lắng và bây giờ vẫn lo.
đó là sau cái cuộc ám sát của cựu tổng thống Trump. Nhất là Trump đang nói sức khỏe của cựu tổng thống Donald Trump khỏe, các quý vị không nên lo lắng về sức khỏe, rất là khỏe. Tất nhiên là ngài cũng bị một cái cú sốc về tâm lý, cái chuyện đó thì mình bị bắn hụt mà, xém chút xíu mình chết rồi, thì cái điều đó là cái điều mà không thể nào mà không tâm lý của mình nó cũng phải có một cái sự tổn thương. Nhưng mà cựu tổng thống Donald Trump rất là khỏe và ngày hôm nay vẫn làm việc, tích cực, càng tích cực hơn nữa. Thứ nhất là hiện bây giờ theo cái điều tra của FBI của Hoa Kỳ thì thủ phạm là người thanh niên 20 tuổi ở tại khu vực Pennsylvania, tên là Thomas. Thì theo hiện bây giờ thì nói đây là một cái hành sự cá nhân tạm thời nhé, đây là cá nhân chứ không phải là một cái âm mưu chính trị nào cả, không có ai xúi dục của ảnh hay là không có một cái tổ chức nào làm cả. Hiện bây giờ cái điều tra sơ bộ đây là cá nhân cái người này mà thôi, cá nhân cái người này không thích cựu tổng thống Trump, và cái cá nhân của người đã làm điều đó. Tất nhiên đây nguyên nói là đây là cái báo cáo sơ bộ của FBI. Và khi khám nhà của cái anh thanh niên này đó thì trong nhà có thuốc nổ nữa, có thuốc nổ, có nghĩa là anh thanh niên này đã đưa ra nhiều cái, đó là có thể trong đầu đã đưa ra nhiều cái kế hoạch và nhiều cái suy nghĩ để thực thi cái ám sát, chứ không phải là không có. Ngoài ra thì cái vấn đề ngày hôm nay thì người ta nói rất là nhiều về vấn đề trách nhiệm của phía bên an ninh, người ta nêu lên là thứ nhất là đã có sự báo cáo trước là có một người đàn ông ở trên một cái lóc nhà cầm súng, nhưng phía bên an ninh đã phớt lờ, không thèm để ý. Đó là một việc. Việc thứ hai đó, phía bên an ninh đó, họ phải có trách nhiệm tuần tra và kiểm tra tất cả những nơi cao ở gần cái nơi mà cựu tổng thống Donald Trump làm meeting. Nhưng phía an ninh đã không làm đúng bổn phận và cái vai trò của mình, đã không đi kiểm tra tất cả những ngóc ngách, những cái nơi có thể trở thành là một cái nơi tầm nhắm để bắn vào cựu tổng thống Trump. Và phía bên an ninh đã phớt lờ và không làm đúng theo cái vai trò của mình. Thì cái điều này người ta đang phân tích để mà tất nhiên là trong một cái sự việc như vậy thì phải có người gánh một cái trách nhiệm. Thì hiện bây giờ thì đối với người ta kêu là cái an ninh vòng ngoài đó, cái tổ chức an ninh vòng ngoài đó, họ phải có trách nhiệm điều đó. Vì họ đã làm nhiều cái sự sơ suất nó dẫn đến cái sự việc ám sát của Tổng thống Donald Trump mà ám sát hụt. Riêng biệt về Tổng thống Joe ngày hôm nay, với cái tình trạng chính trị của Mỹ đang ở trong một cái giai đoạn nguy hiểm, các quý vị, thì Tổng thống Joe đã kêu gọi tất cả hãy nên bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi và vợ của tôi đã cầu nguyện cho ông Trump trong cái sự việc xảy ra và mong ông ta khỏe. Và tôi kêu gọi tất cả những người dân Mỹ hãy nên bình tĩnh và bình tĩnh. Các quý vị cũng biết đó, ngày hôm nay có những bài báo và những bài phân tích. Người ta nói rằng đó, cựu tổng thống Donald Trump may mắn bị một cái viên đạn bắn trật, bắn hụt. Nhưng không riêng biệt về cựu tổng thống Donald Trump đâu, cả nước Mỹ cũng may mắn. Cái này phải cần phân tích. Các quý vị nói, ủa sao kỳ vậy? Tại sao ngày hôm nay có nhiều tựa đề báo chí của Hoa Kỳ đã viết cái tựa đề đó? Không riêng biệt về cựu tổng thống Trump đâu, cả nước Mỹ cũng may mắn. Vì nếu cựu tổng thống Donald Trump mà mất mạng, nếu, thì theo người ta nói đó, sự phẫn nộ của dân Mỹ nó sẽ tạo ra một cái cách mạng nội bộ trong đất nước. Chuyện nó có thật sự gì hay không thì Nguyên không rõ. Nhưng ngày hôm nay thì người ta đã nêu lên cái đề tài này rất là nhiều. Nên lý do đó mà bác Joe ngày hôm nay, bác Joe kêu người dân hãy nên bình tĩnh và bình tĩnh. Vì nếu chúng ta, các vị biết là cựu tổng thống Donald Trump á, ngài có những cái người ủng hộ á, rất là cứng. Nguyên phải nói là những cái tổ chức ủng hộ tổng thống Donald Trump rất là nhiệt liệt, nhiệt quyết.
Vừa qua thì Nguyên có làm một cái chương trình về vấn đề của cựu tổng thống Trump về trong cái sự ám sát. Thì có một bác nói, Nguyên ơi, con bớt cuồng Trump giùm đi. Con bớt cuồng Trump giùm đi. Thì cảm ơn lời khuyên của bác. À, đối với Nguyên không có cuồng. Mà Nguyên, tánh của Nguyên là có sao nói vậy à. À, Nguyên thấy cái gì đúng thì Nguyên nói đúng, Nguyên thấy cái gì sai thì sai. À, đối với Nguyên, bác Trump không phải là người hoàn hảo. Không phải là người hoàn hảo, bác Trump cũng có nhiều sự thiếu sót. Không phải cái quan điểm chính trị nào của bác Trump nêu lên, Nguyên cũng thấy là đúng. Nguyên đã từng giải thích rất là nhiều. Con người của Nguyên không đánh giá mù quáng bắt cái chết bất cứ một ai đó. Nguyên chỉ có đánh giá qua cái hành động của họ làm. Trong cái vấn đề ám sát vừa qua, có thể nó còn nhiều cái sự bí ẩn, nhiều cái sự lạ kỳ mình chưa hiểu rõ. Nhưng Nguyên phải nói chắc như vậy là Nguyên phải nể phục. Khi một con người bị bắn trúng, chứ không phải là bắn không trúng, máu đang chảy, nhưng vẫn đứng lên, nắm đấm tay, đứng về phía bên khán giả, và la hô lên đấu tranh và đấu tranh. Một con người như vậy cũng có những cái nét để chúng ta phải phục vụ. Để cái nét chúng ta phải phục chính bản thân của chúng ta khi gặp nguy hiểm. Đầu tiên là cha mẹ xanh mặt mày hết rồi. Nghe, rung bảy bảy vậy nè. Gì nè, đúng chuyện là rung bảy bảy vậy nè. Đó, sợ hãi hết rồi. Nhưng cựu tổng thống Donald Trump thì không. Ông ta mới bị bắn thôi. Nhưng ông ta không bao giờ gục ngã với cái sự uy hiếp. Thì cái đó cũng để chúng ta nể được mà. Đúng không? Thì cái đó đâu phải là cuồng. Cái đó không phải là cuồng Trump. Cái đó là nể cái cách mà cái người ta có đủ khả năng mà hơn mình, mà mình chưa chắc làm được. Mình chưa chắc là làm được. Khi lúc đó cái tuổi tác của bác Trump nó vẫn không hề nhỏ, 78 tuổi. À, tất nhiên là Nguyên có ủng hộ của tổng thống Trump nhiều hơn ủng hộ bác Joe. Cái đó là Nguyên thừa nhận. Con người của Nguyên không bao giờ nói dối lòng mình hết. Vì trong đầu của Nguyên có một cái câu nói: Nguyên có thể nói dối hay là lường gạt người khác được, nhưng không thể lường gạt tâm trí và bản thân của mình được. Mình có thể nói láo với người khác được, chứ không thể nói láo với bản thân của mình được. Thì cái điều đó đối với Nguyên á, Nguyên thừa nhận là Nguyên ủng hộ bác Trump nhiều hơn bác Joe. Nó có hai nguyên nhân để cho các quý vị biết lý do tại sao. Lý do thứ nhất là Nguyên có đang đi theo cái đường lối chính trị, đó là bảo vệ chủ quyền của Biển Đông. Bảo vệ chủ quyền của Biển Đông. Mà muốn bảo vệ chủ quyền của Biển Đông thì chúng ta phải có một nhà lãnh tụ cứng rắn với Trung Quốc. Cứng rắn với Trung Quốc. Thì giữa bác Trump và bác Joe thì thực tế thì bác Joe quá yếu kém với Trung Quốc. Trong cái thời bác Joe nắm quyền 4 năm, thực tế thì đất nước Mỹ đã không có cái tiếng nói mạnh liệt với Trung Quốc. Cái điều đó thôi cũng đủ để Nguyên ủng hộ bác Trump nhiều hơn bác Joe. Bởi vì Nguyên, cái kênh thời sự Biển Đông nó được thành lập với một cái mục đích gì? Tuy rằng hiện bây giờ thì nói thông tin của Ukraine là nhiều, nhưng cái kênh nó thành lập với một cái mục đích, đó là đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước. Bởi vì ở Việt Nam không anh chị em nào làm được cái chủ đề đó được hết á. Ở Việt Nam làm cái chủ đề đó là chuẩn bị đi gỡ lịch. Nên là Nguyên mới thành lập một cái kênh nó với cái tên đó để mục đích là lên tiếng nói chủ quyền. Đó, ai cũng có một cái lý tưởng, ai cũng có một cái suy nghĩ, ai cũng có cái hướng đi riêng. Cái hướng đi của Nguyên là như vậy. Nguyên không bận tâm quá nhiều vấn đề nội bộ của đất nước Việt Nam, mà Nguyên bận tâm kẻ thù chung tập thể của chúng ta. Đó là kẻ đang xâm lược đất nước chúng ta, đang lấy đi chủ quyền của mình. Đó là chánh quyền Trung Quốc ngày hôm nay. Mỗi anh chị em đều có cái lối đi riêng biệt hết. Người nào cũng có một cái tư tưởng chính trị, ai cũng có những cái quan điểm của mình và cái cách hành xử họ khác biệt. Nguyên chọn cái con đường đi cá nhân của mình. Đối với Nguyên,
bây giờ chuyện nội bộ trong đất nước thì nó hoài nó cũng không bao giờ hết. Khi lúc đó mình có cái kẻ thù chung mà, mình có kẻ thù chung mà, thì tại sao mình không lấy nó làm một cái chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau cùng hướng để mà chúng ta đấu tranh. Và cái đường lối chính trị của bác Trump nó sẽ có thể đem lại cái lợi cho cái cuộc đấu tranh của Nguyên. Thì Nguyên ủng hộ. Chính trị là sự quyền lợi trao đổi. Tôi bỏ lá phiếu cho ông là để ông làm tổng thống, anh đem lại cái lợi cho tôi. Tôi ủng hộ ông là bởi vì ông làm tổng thống, ông sẽ đem lại cái lợi cho đường lối chính trị của tôi. Chỉ vậy thôi. Nếu Nguyên ủng hộ bác Joe, Nguyên được cái gì? Nguyên được cái gì trong cái đường lối chính trị này? Nên là cái điều đó chúng ta phải hiểu là, thí dụ đi, thí dụ bác Trump lên, bác Trump mềm mỏng với Trung Quốc, thì Nguyên là người phản đối bác Trump lên, chắc chắn là sẽ có nhiều người cô chú anh chị nói, ô thằng này thằng phản bội, thằng này người đó nó ủng hộ ông Trump, bây giờ nó phản ông Trump. Sẽ có nhiều cô chú anh chị em sẽ nói điều đó, nhất là mấy bác nào mà yêu mến bác Trump rất là nhiều. Nhưng đối với Nguyên không, Nguyên không có ủng hộ ai cả. Nguyên ủng hộ cái đường lối chính trị của người đó mà thôi. Và anh không còn đi đúng hướng, đúng đường thì xin lỗi, tôi với anh sẽ quay lưng. Tôi với anh sẽ không chơi. Và tôi sẽ chống đối anh. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên làm chứ không phải là mù quáng bất kể chết. Tôi thích ông đó rồi, dù ông làm sai cũng cho là đúng. Thì cái đó là không. Cái đó thì nó không còn là chánh trị nữa. Đối với Nguyên cái đó nó trở thành mù quáng tôn giáo rồi. Cái gì cũng đúng hết, không có cái gì sai hết, không được. Thì đâu vào đó để chúng ta nhìn thấy rõ được một sự việc. Tức là sao nhiều của chú anh chị em trong diễn đàn của chúng ta thích bắt Trump, và cũng một số lượng của chú anh chị em ở trong đảng Dân Chủ, thì Nguyên chọc bắt Joe nhiều. Nói thật, Nguyên hay chiêu chọc bắt Joe nhiều, mà tại vì dúi. Bắt Joe dúi. Những cái lẫn lộn của ổng nó vui. Nó vui. Thì bởi vì ổng làm sai thì mình mới chọc. Nếu ổng nói đúng, ổng không nói lộn thì có cái gì đâu mà chọc. Nó đơn giản là vậy thôi. Và ổng là một vị tổng thống thì ổng phải chấp nhận người ta chiêu chọc. Và ổng phải làm đúng thì có gì đâu mà người ta chiêu chọc. Bởi vì ổng làm sai mới dẫn điều đó. Đây là cái câu trả lời cho Nguyên dành cho cô chú và anh chị em nói về vấn đề của bác Trump. Các bạn cũng biết là Trung Nguyên mạng phép nói thêm một lần nữa. Thì Trung Nguyên nói là hiện bây giờ đó, cái sự ám sát hụt vừa qua đó, nó dẫn đến là bác Trump có cơ hội trở thành tổng thống tương lai cao hơn nữa. Và cái sự mà ủng hộ của bác Trump nó đang tăng vọt. Cái điều này á, là một cái điều mà có thể nói là có lợi cho bác Trump. Trong cái rủi nó có cái may. Nhưng mà nó đã làm cho những cái thế lực và những cái tổ chức hay là những ai ghét bác Trump, đặc biệt là mấy cô chú anh chị em người Việt Nam chúng ta cũng vậy nè, có nhiều người chống bác Trump một cách kịch liệt lắm. Thì họ mới nói như thế này. Họ nói không có ám sát đâu. Cái này là dàn dựng đó. Cái này là dàn dựng. Ông Trump ông thuê người ta làm chuyện đó đó. Dàn dựng để làm gì? Để đánh bóng tên tuổi của ông, để cho ông thắng bầu cử năm 2024. Chắc là các vị có nghe cái báo tin này không? Có nghe mấy ông bà Việt Nam, cô chú anh chị em Việt Nam chúng ta ở ngoài nước và trong nước đang loan tả ra cái âm mưu này. Đây, trời ơi, đây là dàn dựng hết. Đây là dàn dựng hết. Tất cả là dàn dựng. Trump mua tiền, dùng tiền để mua chuộc. Rồi để làm cái xì căng đan như vậy. Làm cái xì căng đan như vậy để làm cái gì? Để cho Trump đắc cử. Để cho người dân thương xót Trump. Đó. Ở đời chuyện gì cũng có hết các quý vị. Mấy bữa nay cái vấn đề của bác Trump, người thương mến thì đau xót, lo lắng. Người không yêu mến thì đưa ra những cái bản tin bịa đặt.
Quy không biết họ lấy đâu có bằng chứng mà họ nói điều đó. Họ nói giống như cái chuyện mà họ không bất cứ bằng chứng gì hết. Họ giống như là cái miệng của tôi muốn nói cái gì thì tôi nói. Ê, rồi họ đi giải thích đủ thứ cả. À, nhưng mà Trung Nguyên nói như thế này. Cựu Tổng thống Donald Trump muốn thắng Bắc Joe không cần thiết phải dùng bất cứ một thủ đoạn nào đâu. Nhìn vào mặt của Bắc Joe là biết là Bắc Joe cơ hội thắng nó không có bao nhiêu rồi. Nhé. Bởi vì chung kết chỉ còn có hai ông thôi. Mà nhìn vào cái mặt của Bắc Joe là thấy là cái cơ hội của Bắc Joe là thắng không có bao nhiêu rồi. Không cần thiết dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. À. Cô chú anh chị em, đó là Nguyên thấy gần đây có nhiều bản tin về sau cái vấn đề sự kiện của Bắc Trump đó, thì cả thế giới xôn xao, thì nhiều người ủng hộ Bắc Trump càng ngày càng nhiều, đất nước Mỹ đang đoàn kết trở lại đảng Cộng Hòa, nhất trí ủng hộ Bắc Trump quyết liệt. Thì ngay lập tức những cái tin đồn như vậy nó được loan tả ra, đặc biệt là người Việt Nam mình trai, nhiều ông bà, cô chú anh chị em ở cảnh lóc, suy luận ra những cái câu chuyện gì mà Nguyên nói là trên trời dưới đất nào không. À, rồi cho rằng là ôi, tất cả đây đều là âm mưu gông trùm hết. Âm mưu gông trùm hết. Thì trong Nguyên nói thức nhiều như thế này nè. Các quý vị phải hiểu là Bắc Trump là ai đã. Bắc Trump là ai đã. Ông ta là nhà tỷ phú. Không phải là người thiếu tiền. Không phải là người thiếu người đẹp. Hai cái đó Nguyên đều thiếu hết. Ông thì không có thiếu. Chứ Nguyên thì thiếu nghiêm trọng. À, Nguyên thì thiếu nghiêm trọng, ổng thì không có thiếu đó. Ổng không bao giờ lấy mạo hiểm tính mạng của mình để đi cá cược khi mình là người đang thắng lợi trong những cái khảo sát. Không bao giờ lấy tính mạng của mình mà đi đùa giỡn bao giờ hết. Súng đạn không bao giờ có mắt. Các cô chú và anh chị em, súng đạn nó không bao giờ có mắt. Bầu cử trong những cái khảo sát vừa qua thì Bắc Trump đã chiếm ưu thế hoàn toàn trên tất cả mọi mặt. Và Bắc Joe đang tuột dốc cả luôn. Tờ báo New York Times là tờ báo cánh tả, nó cũng đã kêu Bắc Joe hãy nên nhường lại cho một người khác. Thì không có cái lý do gì mà Bắc Trump phải tạo ra một cái xì con đan. Lỡ cái xì con đan này nó không được thực thi tốt đẹp và người ta phanh phui thì mình mất trắng thôi. Tại sao mình đang chiếm ưu thế và đặt cho mình một cái vị thế khó xử? Chuyện đó không ai làm điều đó. Và đặc biệt là những người thông minh càng không thiết phải làm. Càng không thiết phải làm. Khi lúc đó án mạng đã có. Người đã có người chết. Chứ không phải là không có. Máu đã đổ. Và cái điều đó thì những cái bản tin bịa đặt như vậy đó, nó được loan tả, đặc biệt là trời ơi, mấy bác Red Bull ở Việt Nam. Cái chuyện ở Mỹ của người ta đó, mình không đóng góp, mình không chia buồn thì thôi đi. Chuyện của người ta mà vui mừng, cười ha 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 ha. Đắc chí đất nước Mỹ bây giờ sắp toan rồi bay ơi, nước Mỹ bây giờ loạn rồi bay ơi, vui mừng. Mà Nguyên nói cái khổ là gì đó? Đầu to mà Nguyên nói không xin lỗi nha, đầu to ốc như trái nho. Nước Mỹ có toan rồi thì mình lợi được cái gì? Mỹ đang đối tác hàng đầu của Việt Nam chúng ta trên 100, gần 120 tỷ. Gần 120 tỷ, nền kinh tế Mỹ nó sụp đổ không đối tác chúng ta có lỗ tiền không? Mỹ toan rồi thì mình lợi được cái gì? Chỉ Nguyên coi, bổ bên bề ngang hay bị dọc? Có lợi cái gì cho đất nước? Mấy bữa nay thì mấy ông Red Bull, mấy trang Red Bull nó trời ơi hào hứng lắm, vui lắm. Vui lắm, Nguyên vào trong diễn đàn mấy ổng nghe mấy ổng trời ơi đáng đời, đáng đời Mỹ, đáng đời Trump, nói đủ thứ cả. Nguyên ngồi Nguyên suy nghĩ hoài à, bây giờ nếu nước Mỹ sụp đổ, nền kinh tế Mỹ sụp đổ, quân sự Mỹ nổi loạn, vậy Việt Nam chúng ta có cái lợi gì? Lợi thì không thấy, hại thì hàng ngàn hàng triệu cái. Lợi thì không thấy cái nào hết, nhưng hại là Trung Nguyên nói. Thứ nhất, kinh tế nước Mỹ suy yếu thì ban giao Việt Nam sẽ giảm bớt. Thí dụ 120 tỷ, bây giờ còn 50 tỷ, thí dụ là một. Một,
Một cái hại là tiền, đó là cái đầu tiên nhất. Thứ hai là thăng bằng chính trị an ninh khu vực. Không có Mỹ lớn mạnh thì Trung Quốc làm bá chủ bành trướng, thì mãi mãi không bao giờ lấy được chủ quyền của đất nước. Và Trung Quốc thao túng cái nền kinh tế và uy hiếp bằng cách quân sự khắp nơi trên thế giới cả. Và lúc đó chúng ta phải cúi đầu với Trung Quốc mà không ngóc đầu lên được. Có lợi gì chúng ta? Có lợi nào cho chúng ta? Nguyên không biết nhiều khi các quý vị phải hiểu là họ thù hận. Nguyên phải dùng một câu chính xác là họ thù hận Mỹ. Nguyên không biết tại sao như vậy. Và cái thù hận Mỹ một cách vô lý, khi Mỹ xảy ra vấn đề thì họ hả hơi, họ vui vẻ. Nhưng họ không thấy cái thiệt hại của đất nước. Họ sẵn sàng để đất nước Việt Nam chúng ta gớt ở trong một cái thảm bại, bị Trung Quốc đô hộ, bị Trung Quốc xâm chiếm cũng không sao, chỉ cần Mỹ bại là được. Mà mấy ông đó là làm mấy chức vụ trong chính phủ đó, mấy ông bà đó đang ngồi trong chức vụ của chính phủ đó. Thế nên tại sao tôi nói là nhiều khi cái bộ não nó bị vấn đề. Mình kêu là mấy bác là mới đi khám não, mấy bác hết vui là mới đi khám não dùm đi, lâu lâu scan não dùm, nó có bị nghẹt quá hay không gì đó, nó có thông dùm Nguyên chút xíu, lâu lâu đi thông lại dùm chút xíu chứ không nó nguy hiểm quá. Đầu óc không thông là xách một cái lông nó cũng thấy nặng nữa đó nghe. Đầu óc mà nó không thông là xách một cái lông cũng thấy nặng. Mình phải đặt cái lợi ích quốc gia mình lên hàng đầu, cái lợi cho đất nước Việt Nam mình lên hàng đầu. Mình là chính phủ, cái vai trò của mình là cái gì? Đặt cái lợi ích của mình lên hàng đầu, lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước. Mình không đặt cái lợi ích của quốc gia mình lên hàng đầu là bởi vì mình ghét Mỹ. Mỹ thảm bại, còn mình cũng bại cũng không sao, lưỡng bại câu thương cũng mặc kệ, không sao hết. Quan trọng là Mỹ nó bại là được. Rồi mình có thể bị mất nước, kinh tế có phải suy yếu, không sao. Có nhiều khi Nguyên nghĩ là mấy bác nhiều khi cái đầu óc nó còn vấn đề lớn lắm đó thật. Nói cái câu đó thì hơi xúc phạm, nhưng mà thực tế là mấy bác hãy nên, Nguyên nói là kêu là hãy nên đi khám não. Khám não mới được. Không khám não là Nguyên thấy nguy hiểm lắm. Nó mở ra scan khám não coi thả nó ăn cái gì mà nó chứa cái gì, ăn cơm nó quay như vậy. Mình phải đặt cái lợi ích, cái quyền lợi quốc gia lên hàng đầu. Và khi lúc đó vấn đề của Mỹ nó liên quan đến mình, bởi vì Mỹ đã trở thành cái đối tác hàng đầu của Việt Nam. Đối tác hàng đầu của Việt Nam. Chính trị của Mỹ, kinh tế của Mỹ suy yếu chẳng có lợi gì cho Việt Nam chúng ta hết. Trong cái bối cảnh, đặc biệt là cái bối cảnh bây giờ, thế giới đang phức tạp và sự lớn mạnh của Trung Quốc. Mà mình đang cần Mỹ để thăng bằng vấn đề an ninh trật tự ở khu vực. Mình đang cần Mỹ để có thể đa dạng hóa cái nền ngoại giao kinh tế. Mình đang cần Mỹ để ngăn chặn sự lớn mạnh về vấn đề khí tài quân sự đe dọa. Mình đang cần Mỹ nhiều lĩnh vực khác. Mỹ xảy ra việc thì mình lấy cái gì? Nhưng mà vẫn là như vậy. Bữa nay thì cái vấn đề của bác Trump thì Nguyên mới thấy được nhiều hơn nữa những cái khuôn mặt, những cái người mà họ không có cái nhận thức, mà phần lớn là họ đang ngồi trong cái vị trí rất là cao trong chính phủ. Rất là cao trong chính phủ. Và họ có cái nhận định trong những cái bài forum, những cái trang họ nói, cứ nhận định về cái vấn đề của Mỹ dưới một cái phía cạnh hoàn toàn không hiểu rõ được cái thiệt hại của Việt Nam. Và cười rất là hả hê, rất là vui. Chưa thấy quan tài, chưa thấy đổ lệ. Cái điều đó là tôi nói với các vị, đó là do cái giáo dục, cái nhồi não giáo dục. Và những người đó nó không phải là những người lớn tuổi, là những người trung niên, là những người quả thật là những người chưa biết chiến tranh Việt Nam là cả sao không đó. Đó. Nhưng mà tại sao vậy? Là do cái giáo dục Việt Nam. Cái giáo dục Việt Nam từ nhỏ họ đã giáo dục Mỹ là kẻ ác, Mỹ là kẻ thù. Và nó đã ăn sâu, ăn máu trong tim. Mà khi lúc họ không biết cái gì chiến tranh Việt Nam là cái gì hết, hoàn toàn có sinh ra thời chiến đâu mà biết. Sinh ra là hòa bình rồi, sau năm 1975 rồi. Đó. Nhưng mà trong tâm trí cái giáo dục Việt Nam nó đáng sợ là chỗ đó. Nên tại sao Nguyên nói giáo dục phải giáo dục cho nó đúng cách. Giáo dục cho nó đúng cách. Giáo dục cho nó chuẩn. Cái giáo dục nó sai lệch là nó sai lệch một cái thế hệ.
mà càng sai nó ra hai thế hệ, ba thế hệ. Và cái nền tảng giáo dục đó là một cái nền tảng cần thiết nhất. Tại sao Nguyên cứ là nể phục những cái quốc gia nhỏ mà họ phát triển kinh tế? Thí dụ Nguyên nói Singapore. Mỗi lần chúng ta đến Singapore lúc nào chúng ta cũng ngạc nhiên hết. Ngạc nhiên là do cái cách sống văn minh của họ, ngạc nhiên do những cái kiến trúc tuyệt vời của họ, ngạc nhiên cách bảo vệ môi trường của họ tuyệt vời, ngạc nhiên cái đời sống cao của họ. Cái gì chúng ta cũng ngạc nhiên hết. Khi đất nước Singapore nó có chút béo, không có tài nguyên gì hết. Nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ giáo dục. Ở giáo dục của Singapore, nó giáo dục của một học sinh có một cái lý tưởng duy nhất thôi. Mày có tài thì mày thành công. Không có kẻ thù, chỉ có quyền lợi. Bắt tay, đối tác, phát triển, có tài, có thành công, không có kẻ thù, chỉ có quyền lợi. Làm cho học sinh nó lớn lên không bất cứ một thù hận, mà mục đích của nó làm sao phát triển để kiếm tiền, phát triển đất nước. Và nó càng có tài thì nó được càng tôn trọng. Và cạnh tranh không có ai ngồi một cái chức vụ gì lâu hết. Anh làm giám đốc một tập đoàn công ty, ông chủ đưa ra một cái tiêu chuẩn, năm nay không thành công thì người khác sẽ ngồi cái vị trí của anh. Nó chỉ là như vậy. Và sự khác biệt đó, cái giáo dục văn minh của Singapore, nó đã dẫn đến Singapore đã trở thành cái quốc gia cường mạnh về vấn đề kinh tế. Tại sao Singapore không bị người ta xâm lược uy hiếp? Cô chú và anh chị, vì Singapore có đủ khả năng về kinh tế. Singapore có những vũ khí tân tiến mua từ Hoa Kỳ và những quốc gia khác. Singapore, tất cả đất nước Singapore phát triển là do cái nền giáo dục. Cái nền giáo dục. Nếu các quý vị nào có theo dõi những cái chương trình giáo dục của Singapore thì các quý vị sẽ càng nể hơn nữa. Cái sự bận tâm đến trẻ em, cái sự lo lắng cho trẻ em, cái sự đầu tư trường học cho trẻ em, các quý vị sẽ giật mình. Cái môi trường trẻ em lớn lên học từ mẫu giáo đến lớp 6, rồi lớp lớn hơn nữa, thì các quý vị càng mới biết tại sao đất nước người ta phát triển. Nên tại sao Nguyên nói với các quý anh chị em rằng đó, khi chúng ta nói về thông tin chính trị, nói về tình vấn đề của đất nước hay vấn đề của Hoa Kỳ, đợt đây thì Nguyên nói Hoa Kỳ gần đây là bởi vì vấn đề của Bắc Trump đó, nó đã trở thành cái tâm điểm của thế giới và nó cũng liên quan đến Việt Nam. Những cái bài phân tích của Nguyên á, để cho người Việt Nam mình hiểu. Nhưng cái khổ lần rằng là mấy bác anh chị em hết buôn không có hiểu, hoàn toàn không hiểu. Thực tế là Nguyên đã từng thử rồi. Có những người thì họ cố tình không hiểu, còn những cái người là Nguyên đã thấy rõ là họ không hiểu. Nó đơn giản là bởi vì họ chưa bao giờ biết tự do là gì. Nó đơn giản là như vậy. Vì khi mình chưa bao giờ biết tự do thì mình không biết cái nghĩa tự do là gì cả. Nó là tại sao Nguyên nói đó, phải may mắn thay, Nguyên là người may mắn được sống ở đất nước tự do. Nguyên có thể nhìn được một cái khía cạnh đa chiều, đa chiều. Cái may mắn thứ hai đó là Nguyên được tại đất nước Pháp. Đất nước Pháp không phải là quốc gia mạnh về kinh tế. Đất nước Pháp không phải là cái quốc gia giàu sang gì cả. Nhưng mà cái giáo dục của đất nước Pháp thì cho Nguyên nói rất là tuyệt vời. Trong lịch sử của Pháp, dạy cho Nguyên từ nhỏ đến lớn, không có dạy cho Nguyên thù hận. Không dạy Nguyên cái gì tốt, gì xấu hết. Nguyên có học chiến tranh, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, chiến tranh lạnh. Nguyên học chủ nghĩa cộng sản. Nguyên học về vấn đề tôn giáo. Nguyên học về lịch sử của vua chúa thời của Pháp. Đánh chiến tranh của ba nước, giống như là Anh Quốc, Pháp, rồi Đức. Và Nguyên học được nhiều cái cuộc lịch sử đó, không có một cái lịch sử nào người ta bôi nhọ và nói xấu quốc gia khác hết. Và cả luôn những người anh hùng vĩ đại của Pháp mà nhiều người thường xuyên nhắc tên, Napoleon, thì trong lịch sử của Pháp cũng không nói là Napoleon làm cái gì cũng đúng hết. Họ đã nêu lên những sai phạm của Napoleon. Họ đã nêu lên những cái vấn đề mà Napoleon không nên làm. Họ đã nêu lên rất là rõ. Nguyên biết từ Đảng Cộng sản từ đâu? Đó là từ ở trong cái nền giáo dục của đất nước Pháp. Tới ngày hôm nay, Nguyên còn nhớ cái bài diễn văn của bà cô giáo Nguyên mà. Bà nói,
lý tưởng của Đảng Cộng sản, đó là một cái lý tưởng tuyệt vời mà nó mãi mãi không bao giờ thực thi được. Nó chỉ nằm trong giấc mơ của con người mà thôi. Vì cái lý tưởng của Đảng Cộng sản nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ sự công bằng, không có giai cấp xã hội, an đồng chia đều, tài nguyên chia sẻ cho nhau, đất nước đoàn kết thống nhất đều một hướng, mọi cái điều đều tốt đẹp chia đều cho nhau hết. Nhưng mà cái điều đó đâu bao giờ thực thi được các quý vị. Nhìn Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam 40 năm đó, có giai cấp xã hội không? Việt Nam bây giờ có giai cấp xã hội không? Làm sao thực thi được? Lý tưởng vẫn là lý tưởng, ước mơ vẫn là ước mơ, chứ cái thực tế nó mới là cái chuyện quan trọng, chứ không phải là cái chủ nghĩa đó xấu. Nên tại sao Nguyên nói á, khi chúng ta mà muốn đọc cái cuốn của bác Marx đó, đọc cái lý tưởng, cái triết lý học của mấy bác để đưa ra cái đường lối chính trị của Đảng Cộng sản đó, nghe đã tai lắm, nghe trời ơi, ông này ông bác ái quá, ông này ông tốt quá, lý tưởng hay quá. Trong Nguyên nhắc lại bác viết cái cuốn sách về cái lý tưởng chính trị này là trong cái thời đại gì? Trong cái thời đại mà còn là thời đại vua chúa, sự bất công của những quan chức vua chúa với người dân lao động, người dân nông dân, sự bất công của xã hội, đẳng cấp giai cấp của xã hội. Và ông ta viết ra một cái cuốn kêu là một cuốn triết lý học về tìm lại cái sự hòa thăng bằng về vấn đề giai cấp, về vấn đề tài nguyên. Nhưng tất cả cái đó đều là những cái giả thuyết, những cái Nguyên nói ước mơ của con người và nhân loại. Nhưng khi thực thi rồi thì nó không thực thi được. Vì con người ai cũng biết muốn làm bố người khác. Mày biết bố mày là ai không? Ê, mày biết bố mày ai không? Mình lúc nào con người chúng ta nó cũng tham sân si. Chúng ta cũng muốn mình trên người khác hết. Mình muốn mình trên người hết, chứ mình không muốn ai cũng giống như mình. Mà cả luôn đàn ông với phụ nữ đều giống nhau. Đó mấy cô thôi, đi mặc một cái áo đầm mà cái cô khác mặc giống như mình là quạo rồi, là muốn giục cái áo đầm đi rồi. Mà gặp cái cô khác áo đầm mà cô mặc mà cô đẹp hơn mình, đó là càng chết nữa. Chỉ có một cái áo đầm thôi, người ta bán ở ngoài chợ nó trùng trùng điệp điệp, mà đi một cái buổi tiệc mà vô tình trùng một cái áo đầm thôi là không vui rồi, đã không thấy vui rồi, đúng không? Thì cô chú anh chị em cũng thấy rõ là con người thì không thể nào có những cái sự công bằng ác ái mà giống như những gì mà chúng ta ước mơ trong những cái lý thuyết của Đảng Cộng sản hết. Và nó áp dụng trong thực tế thì không bao giờ có. Và con người thì thích tranh đua với nhau. Ê, xây nhà 3 tầng đấy, tôi ở nhà lầu đấy, chạy xe hơi đấy. Bà mẹ thì nói, ê con nước ngoài con gửi tiền, nhà kế bên nó xây 3 tầng con, mày gửi tiền cho tao, tao xây 4 tầng, huống nó luôn. Gửi cho mẹ, mẹ mua 2 chiếc xe hơi con. Thằng con nó hỏi mẹ nó có bằng lái xe không, để chưng cho cái nhà kế bên nó để. Để cho nhà kế bên nó để. Cái đó Nguyên vừa nói đùa nói giỡn cái điều đó, nhưng mà nó là thực tế ở Việt Nam, nó là như vậy. Con người chúng ta là như vậy. Chúng ta nhiều khi đó làm cho một cái sự việc nó không có lợi ích gì cả, nhưng không quan trọng. Quan trọng là người ta nể và tôi trên người ta, tôi ngon hơn, tôi hay hơn, tôi giàu hơn. Đó. Vậy làm gì mà có công bằng của xã hội? Làm gì có sự an đồng chia đều? Nên là tại sao Nguyên nói cái lý thuyết của Đảng Cộng sản đó nó không có thực thi, nó là Nguyên không có ủng hộ. Cái giả thuyết mà Nguyên sợ nhất là họ vẫn cho là cái đó là điều đúng, nhưng họ không làm theo cái điều đó. Thì người ta đó, người ta kêu là cái gì các thứ vậy? Những cái người một mặt thì họ giáo dục chúng ta cái điều đó, phải như vậy, phải như vậy. Nhưng ngược lại họ làm
đạo đức giả. Họ làm ngược lại hết, đạo đức giả. Khi lúc đó cái chủ nghĩa cộng sản đó, nó không có phù hợp với cái xu hướng của thế giới bây giờ. Nói chung là như vậy. Đó tại sao Nguyên Cường thường phân tích đó, trong cái diễn đàn của Nguyên đó, không có chủ nghĩa nào xấu hay là tốt hết. Cho Nguyên thẳng một câu như vậy, nó chỉ có hợp với thời đại hay không hợp với thời đại mà thôi. Nó chỉ có hợp với một cái giai đoạn nào đó trong lịch sử của nhân loại của chúng ta, rồi nó sẽ biến dạng, và sự phát triển của con người nó sẽ tiếp diễn, và trong tương lai nó sẽ có những cái đường lối lãnh đạo khác, và sẽ có những người thiên tài khác sẽ đưa ra những cái triết lý học khác để nó phù hợp với cái thời đại trong tương lai. Nên là các quý vị hãy hiểu được cái điều đó, không có một cái lý tưởng nào là tuyệt vời hết, nó chỉ có phù hợp đúng thời điểm mà thôi. Xin lỗi mấy bác Đảng Cộng sản nha, thời điểm Đảng Cộng sản của bác nó bị lỗi thời, nó không hợp với cái thời đại văn minh, cái thời đại công nghệ 5G nữa. Nó không hợp với cái thời đại mà có Facebook, YouTube, Google. Kiến thức và ý thức của người dân